cư dân thành phố Mibitas, Bắc California và những ai có dịp đến với thành phố này chắc hẳn đã biết tới một địa danh đặc biệt, dãy núi Thiên Long Sơn, Dragon Mountain, với công viên tâm linh do một đa triệu phú gốc Việt ngành công nghệ ở San Jose làm chủ. Đứng trên những triền núi còn giữ được nhiều nét hoang sơ, người ta có thể thấy toàn bộ vùng thung lũng điện tử xa xa bên dưới, nơi khởi đầu và là trụ sở chính của rất nhiều các đại công ty công nghệ của Mỹ nổi tiếng toàn cầu như Apple, Google, Facebook, Yahoo, Microsoft, Oracle, Intel, Cisco, Tesla, v.v. Trong một dịp tiếp xúc hiếm hoi với phong thái rất bình dị, chủ nhân của dãy núi Thiên Long Sơn đã có cuộc trò chuyện với Phố Bosa TV. Khi được hỏi về lý do mua lại dãy núi Thiên Long Sơn để xây dựng công viên tâm linh và những kế hoạch lớn lao trong tương lai, vị chủ nhân này cho biết. Núi này thì là công viên của cộng đồng ở San Jose này. Kiệt rất là ngại ra lần đầu tiên. Thì nó có hai lý do bây giờ phải ra mặt. Tại vì cái này nó thành lập khoảng 5 năm rồi. Bỏ số tiền rất là lớn mà nhiều người không biết mặt, cũng không biết tiền đâu ra. Thì làm cho cộng đồng xào xáo, người nghĩ này, người nghĩ kia, nghĩ bậy. Mình muốn cho mọi người lên đây có sức khỏe, hướng thượng, chân thiện mỹ. Nhưng mà cuối cùng người ta cứ nói tiền gì đó làm khẩu nghiệp với tội thì cũng lòng từ bi, cho nên hôm nay ra để nói cho rõ, cho mọi người đừng có nghi ngại. Đó là tất cả tiền là của từ công ty của Kiệt. Hãng KNT, cái hãng tiện thì lập ra cái này. Đó là một cái lý do mà hôm nay ra. Lý do thứ nhì là cái nền móng của cái này nó có 360 acre đất. Thì làm cái công viên cũng đã phần Kiệt thì cũng xong. Phần thứ nhì Kiệt muốn làm thành cái làng. Làm cái làng thì phải xây rất là nhiều khu chung cư senior home. Thì cần có rất là số tiền lớn. Thì để cho những người, mỗi người góp công đức vô để lập làm một cái nơi cho người Việt mình có tự hào. Ở nơi này là văn hóa của Việt Nam, ngoài kia có Lạc Long Quân, Trận Đạo, những anh hùng dân tộc. Còn đạo thì này tôn giáo ai, tôn giáo nào thì đến nơi đó thích khấn thì lại thì khấn lại, còn không cũng không sao. Cái người Mỹ họ không có hiểu dân tộc Việt Nam của mình tự hào, để cho con em lớn lên bớt kỳ thị. Mỹ nó lên đây rất là đông, người Việt Nam lên đây có 35%, mỗi tháng cũng mười mấy ngàn người lên đây. Thì thành lập cái này là ý tưởng là thì có cái chùa ở dưới kia, 10 năm trước đó, làm cái chùa dưới Freeman, niệm Phật đường Freeman. Thì cái đó ngày xưa làm thì sinh hoạt trong Phật giáo, cái hiểu được số nó chỉ có lợi cho nhóm Phật tử với thầy. Còn mình muốn làm lợi cho mọi người, giống như lời Phật dạy là phải mọi người. Thì từ đó mới nghĩ là thành lập công viên này. Nhưng cũng có tượng Phật ở ngoài kia. Thì Kiệt đạo Phật, con gái mấy đứa con Kiệt là đạo Công giáo. Thì thành ra khu này có hai đạo, có khu Công giáo Catholic với khu Phật giáo. Còn trên kia thờ Phật mẫu dạng giống như cao đài Hòa Hảo vậy, thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế. Thì vậy, về phần tâm linh. Còn về phần đời thì có khu anh hùng dân tộc cũng thờ riêng. Nên đó có con rồng cháu tiên, Thánh Mẫu Liễu Hạnh, có ngày Trận Đạo. Thì lúc đó chút ra ngoài tính coi sao. Thì trở lại câu anh thì tại sao được mua khu đất này, xây dựng cái này. Thì về cá nhân á, thì kia đã xây nhiều chùa Việt Nam rồi. Cũng 10 năm trước cũng xây chùa dưới kia. Cái building đó 50.000 square feet, cũng có chục triệu á, cũng cúng dường rồi. Thì cuộc đời á, thì ngày xưa kia có thề với Phật rồi. Tài danh sắc thực thì, đụng tới quỷ sát. Có nghĩa là suốt cuộc đời này có nhiêu tiền làm lợi cho cộng đồng, làm lợi cho đạo, làm lợi cho mọi người. Mong mọi người đoàn kết, cộng đồng Việt Nam đoàn kết. Có lời thề nguyện, phát nguyện lớn, cho nên phải làm. Hồi xưa có mấy thầy đồ chứng, có Phật tử chứng, cũng tính đi tu mấy lần á. Thì bỏ cũng gần mười mấy hai chục triệu nơi này, trả ốp hết. Mà muốn giữ lâu dài á, thì mình phải đem người của mình vô.
Cái số lượng người Việt Nam dùng này khoảng mấy trăm ngàn người. Lên đây thì cũng không có bao nhiêu. À, người ngoại quốc lên rất là nhiều. Nếu mình không mang cộng đồng mình vô đây ở thành lập một cái làng á, thì senior home cho mấy bác lớn tuổi ở trên này, có công viên này, tương lai cái núi này có thể người ngoại quốc ở lên đây nhiều. Cái đó thì Kiệt lo xa. Rồi sau cái này rồi, nếu mà nhờ mấy anh em bảo quản, Kiệt sẽ đi làm những nơi khác. Đang xây chùa bên núi Cẩm nữa, ở bên Việt Nam cũng đang làm nữa, có thể Kiệt sẽ đi. Thì cứ đi nơi này, nơi nào có nhiều người Việt thì Kiệt làm, đủ duyên chỗ nào thì làm chỗ đó, chứ không phải riêng chỗ này không. Biết rằng là anh cũng rất là ít xuất hiện ở trên các cái chương trình, nếu không không muốn nói là đây là lần đầu tiên anh trả lời cho một chương trình TV, đúng không ạ? Rất là ngại mấy vụ này lắm, rất là Phật dạy mình làm không nên phô trương. Yeah. Nhưng mà cứ làm cho người ta nghe kỹ là mình càng có tội. Yeah. Giờ chót rồi, thôi kệ đó, là cũng không sao, nhưng mà cái nguyện này cũng tốt cho nhiều người. Yeah. Thành cái làng Việt Nam lưu truyền, còn cái công viên này chưa chắc lưu truyền lâu hơn. Người ta có thể đổi thành công viên Mỹ không chừng. Yeah. Anh có nói rằng là một trong những cái lý do đầu tiên đó là lý do mà anh buộc phải ra nói chuyện. Mặc dù là anh không có muốn lắm, nhưng mà phải ra để nói cho nó rõ, là tại vì có những cái tin tức đồn đãi rằng là cái khu này là một cái khu với cái số tiền được từ một cái nguồn không rõ ràng, hay là vì là rửa tiền vân vân, thậm chí có kể cả nói rằng đây là tiền cộng sản mua cái khu này. Không biết là anh có nghe qua những cái tin đồn đó hay không, và thì vậy thì anh nói cho hết sức rõ là cái nguồn tiền đó là từ đâu, và nó là cái số tiền mua cái khu này nó như thế nào, thưa anh? Người Việt Nam mình á, gì không giỏi cứ đón đón rồi cứ đi nhiều chuyện thị phi giỏi. Đa số á, là người ta không bao giờ người ta nghĩ trên thế gian có một người có bao nhiêu tiền đi làm này. Thì có cái hãng tiện khoảng 300-400 nhân viên làm, thì một năm cũng khoảng 70-80 triệu, thì nó cũng có đồng vô đồng ra, phần của hãng là phần của hãng, phần nào lời nhiều, năm nào lời lớn thì việc xây dựng lớn làm đẹp hơn, còn lợi ích thì mình sinh hoạt humble nhỏ nhỏ. Nhưng mà việc có năm đứa con thì nó ra trường, đứa lớn 27 tuổi cũng CBA, thằng Út bây giờ cũng đang học ra bác sĩ, nhỏ giữa cũng 24. Thì mỗi đứa con của Kiệt á, thì mua đứa cái nhà gần đi bộ qua, rồi mỗi đứa thì cho 1 triệu, rồi luật sư đọc di chúc, đọc will ha. Thì còn phần còn lại thì nói ba thích làm gì ba làm, con cũng không cần tiền của ba. Cho nên từ mỗi sáng thức dậy á, cái nguyện mà rời khỏi giường á là từ cái ý nghĩ cho tới tài vật cũng đều cống hiến cho phục vụ cho cộng đồng, phục vụ cho đạo, chứ không có nghĩ gì cá nhân đó. Làm lợi cho cộng đồng, làm lợi cho đạo, cá nhân đủ rồi. À, như vậy là cái tiền mà anh đầu tư để mua cái này là cái tiền từ công ty hãng tiền KNT, hãng tiền của anh ở vùng ngay vùng này chứ Freeman, không có xa cả. Freeman, đây ai cũng biết. Hãng làm về mấy cái chip hãng điện tử cho tụi Intel, Samsung, TSMC, mấy cái iPhone, cellphone này. Về ngành điện đây á, là lớn, cạnh tranh với hãng Mỹ không à, không có hãng cạnh tranh hãng Việt Nam. Nếu phải so sánh với lại các cái hãng mà được biết là ở đây cũng có nhiều các hãng của người Việt Nam làm chủ lắm, nó ở cái tầm nào thưa anh? Tầm lớn nhất. Làm lớn tại nhất. Vì cái này không phải chuyện nói, mình nói là nó thì khách hàng đó, nó có một cái third party, nó ra nó evaluation những cái công ty, nó đâu có tin ai. Thì về hệ thống thì có làm hãng Mỹ, nó management thì bây giờ vô hãng có 1-2 tiếng họp với ký tên rồi thôi, còn tự động nó run, nó flow hết. Những cạnh tranh giống như Flextronics, Semena, Jabo, mấy hãng lớn, nó không có cạnh tranh với người Việt Nam. Cái nghề việc làm nó người Mỹ.
Còn so với hãng tiện mà người ta nói hãng tiện Việt Nam á, thì mấy cái hãng nhỏ nhỏ rồi người chủ làm 50 người đấy, không phải có việc có nhiều department 300-400 người với một cái hãng tiện với tầm cỡ như vậy. Nhưng nên mà assembly luôn nữa, có phòng clean room rồi lớn. Mà anh đã dựng nó xong rồi, bây giờ anh nó tự nó rên, cho nên bây giờ anh có thời giờ để mà qua những cái việc mang tính cộng đồng như thế này. Nói nửa nửa đúng. Hãng này nói cái history hãng chút, kiểu thành lập năm 93 lúc đó cũng không có tiền nữa. Cái mượn cái thẻ 10.000 mua cái máy thành lập. Thời đó vợ cũ mình nó mới lấy mình 9 tháng nó đi cái buồn nó đi mở hàng. Tới giờ thì có 10.000 đô thôi. Thì qua bao nhiêu năm dài sóng gió rồi bị kỳ thị, bị mình phải cái quan trọng nhất làm ăn là phải giữ cái uy tín, là hứa gì phải làm đó, hứa ngày mai phải giao, là tối nay là việc làm tới 2 giờ sáng ngủ kế bên cái máy luôn, để sleep in bed ngủ kế bên luôn. Làm một ngày trong đời chưa bao giờ làm dưới 16 tiếng. Chỉ có lúc này hơi rảnh cho nên mới lên đây mới xây dựng núi. Cho nguyên cuộc đời là 30-40 năm là không có lúc nào mà dưới 16 tiếng làm việc. Ban ngày thì giao thiệp, ban đêm thì ra máy làm. Thì nói về đó. Thì cái tới ngày hôm nay cái hãng nó đã có cái vô cái hệ thống rồi. Thì đồ đạc á mình phải rẻ hơn người ta, rẻ hơn Mỹ, lẹ hơn Mỹ. Chất lượng hơn Mỹ. Có một cái những cái hãng Mỹ là những cái hãng public, nó muốn làm gì nó cũng phải bao nhiêu thằng họp lại ký tên, nó chậm hơn mình. Còn này có mình kia, hay có một lần việc mua một ngày một việc có thể mua 6 triệu tiền máy. Tụi nó mà xài tiền kiểu đó nó phải họp cả 3 tháng 6 tháng. Thí dụ khách hàng mình có một cái sản phẩm kêu mình phải mua đầu tư số tiền đó là việc xong. Còn nó là rất là lâu, cho nên về chiến lược và cạnh tranh nó không có thể nào lợi mình. Cộng lại mình chỉ cần làm lời khoảng, nó là như một cái món cái project, nó làm phải 50.000, kiệt chỉ cần 25.000 thôi là mình đã lời miết như trong đó rồi. Nhưng mà kiệt làm đạo làm đời á, là cái số 1 là mình không bao giờ gọi là đối xử nhân viên gọi là ấy. Nó có cái rule hãng đúng ngày đúng giờ review. Chà, nghề tiện khó mướn thợ lắm, rất là hiếm, cho nên rất là công bằng. Có cái luật mà mấy chục năm nay Kiệt giao những đệ tử nào theo Kiệt á, mà trên 5 năm á, Kiệt tặng cho nó cái máy và biểu nó đi mở hãng. Rồi về hãng lớn Kiệt lấy đồ, Kiệt sắp contract lại cho nó, tức là giúp cho nó. Kiệt không muốn nhân viên nào làm mướn cho mình á, muốn nào cũng ra làm chủ ha. Thì nó theo mình 5 năm thì cái máy cũ cũng cỡ 50.000, 60.000 để như tặng cho nó, bonus gì đó. Thằng nào cứ đi ra, bất cứ lúc nào, nào lên trong phòng gõ cửa, ngày mai em mở hãng thì mày cứ lụm cái máy mày đi. Hãng Kiệt có khoảng 130 cái máy. Thì nói về nghề, thì có cái đó mới ra cái này, tức là mượn đời làm đạo. Chắc chắn là sẽ có dịp tới tìm hiểu cũng như là làm phóng sự ở công ty của anh. Nó là một cái phóng sự có lẽ sẽ rất là hấp dẫn đối với lại khán thính giả trong thời gian tới. Còn nói về cái công viên này, cái cơ duyên nào mà khiến anh mua cái miếng đất này chứ không phải bất cứ cái khu nào khác để mà thực hiện cái ý của anh? Này, thôi nói về mặt tâm linh đó, đất tìm chủ. Lúc đó năm 2014 thì đâu có nhiều tiền đâu, không có tiền. Cái ông chủ cũ ông bán mà năn nỉ 3 năm trả không trả. Thì lúc đầu chỉ có 30 acre thôi, nhưng mà khi cái lòng của mình nó muốn làm đẹp đời á, thì trên cũng thương, tự nhiên cái mình có nhiều hợp đồng vô thì hãng tăng cái số thu nhập lên, lúc đầu cũng mới mua hết dãy núi. Nhiều chủ lắm. Thì giờ cộng lại đầu tiên là có 30 acre chỗ này, thì giờ thành ra 360.
360 hectare, và cái vị trí của nó thì qua mắt thường nhận xét là rất là gần với lại thung lũng Silicon Valley, ngay sát những cái freeway. Anh nói về cái vị trí nó cho cái người không hiểu lắm là được hình dung ra thôi. Từ đây lái xe ra freeway có nhiêu 7-8 phút. Chợ Việt Nam, phở búa, chợ búa rồi với tiệm phở rồi đầy hết. Thì sát bên buổi trưa bà con ra ăn lên ngay chỗ này rồi đi về làm tiếp. Rồi buổi chiều người ta ăn cơm xong bà con mình lên đây ngắm mặt trời lặn. Buổi sáng đi bộ lên đây đốt nhang cho Phật. Lên cầu thang đó là cả 500 thăng cấp ở đó, lên đó 500 nữa cả ngàn thăng cấp. Vừa exercise xong rồi về tắm rửa đi làm tiếp. Cái này nó như thành phố nhưng mà nó lại là núi, bìa của cái núi của thành phố Mipetat này. Rất là cũng hồi xưa là nhìn lên cái núi thì mình nghĩ nếu mình xây nhà trên này thì nó hơi cá nhân quá uổng, tại khó tìm được cái cục đất này. Thì mới nghĩ làm chung cho mọi người thì mới nghĩ là thành công viên vậy nè. Thì bây giờ thì ai cũng thích. Thì Việt Nam mình cũng có tự hào chỗ này, lên người Mỹ, người ngoại quốc, Ấn Độ lên đông lắm á. Tụi nó lên bắt đầu từ từ nó hiểu được cái phong tục mình. Rồi hòa đồng cộng đồng. Rồi có những cái trường đại học như Stanford, thằng Tàu là mấy trường lớn đây nè. Nó lên, nó nghiên cứu, nó về, nó vô lớp, nó dạy lại học sinh, nó kêu học sinh lên đây nữa. Hồi sáng thì tôi có đi lên, có dịp đi lên cả cái đỉnh núi, thì thấy có rất là nhiều người đi hiking, đi bộ lên núi. Thì người Việt cũng có nhiều, mà người không phải người Việt, người Ấn Độ, người các sắc dân khác cũng nhiều, và họ rất là hứng thú trong cái việc mà có một cái khu hết sức gần ở thung lũng điện tử mà lại có cái phong cảnh đẹp như vậy và hoàn toàn miễn phí nữa. Tại sao lại hoàn toàn miễn phí mà không có bất cứ một cái chi phí nào từ đậu xe cho tới cái chuyện mà để thùng quyên góp như là rất nhiều những cái cơ sở tâm linh khác thôi anh? Cái này á, mình ở ngoài đó mình có cái bản 660. Từ cái đình lãm này á, nhiều người không hiểu, cứ nghĩ mình làm chính trị gì á. Việc lớn lên đây, kia qua đây lúc 12, 13 tuổi đâu biết gì không. Ở nhà thì cha mẹ cũng làm ăn chứ cũng không có đụng chạm gì tới chính quyền hết. Thì không có thùng bút xương, không có để mấy cái thùng tiền. Mình cũng không có vận động gây quỹ tiền từ công ty không à. Cho lên đây, donate lên đây, đây là cái non-profit. Rồi cũng không có foundation, làm từ thiện mà có foundation là không đúng. Có nghĩa là nhiều người ngoài đó ta không biết. Ai làm có foundation là xin tiền ở xa ta gửi về là túi của người đó. Ở đây hoàn toàn không có foundation, không nhớ. Chỉ có cái danh sách. Hồi xưa nhiều người lên đây cứ người ta complain nó làm gì, người ta ngại. Xong cái việc mới nghĩ ra làm một cái danh sách. Tôi cần muỗng, cần nĩa, cần dĩa giấy, cần gạo, cần nước tương, nước mắm. Đại khái gì mình cũng cần hết. Rồi ai cho gì lấy, cần cây kiển thì kiệt để đóng chậu ngoài đó đó, cả trăm cái chậu ngoài, thì ai có cây kiển là bưng lên thì cái ghi cái tên họ ở trong đó đó, thì cái kiệt trồng giùm. Cái sinh hoạt như vậy đó, thành ra giống như một cái đại gia đình. Ai người này mỗi lần giờ ăn cơm á thì mỗi người bưng, người ta làm sẵn bánh hay gì á, ta bưng lên cái ta đãi hết. Cái lòng của ta vui lắm, cho nên này nó rất là gần gũi, khăng khít với nhau, thì cũng tạo cái sự đoàn kết. Chứ mình không có nhận tiền. Nhưng có những cái chương trình kế tiếp làm, giống như cái thư viện đây nè, sẽ xây cái trường học cho học sinh tiếng Việt thôi nha, 100 đứa. Buổi sáng cha mẹ lên đây đốt nhang đi hai kinh, thì con với học tiếng Việt mấy tiếng thì cũng xong. Rồi ở trên đó mình làm cái thư viện để mình triển lãm văn hóa của người Việt mình. Rồi mấy cái đồ gì, ai có đồ cổ thì cứ lên triển lãm, cũng 10.000 square feet. Thì những ai mà có
có lòng thương người Việt, thương cộng đồng mình thì cứ góp tay, thì những người đó đó chỉ có thể đặt tên cái đó của ổng đó, cứ anh cứ xây đi tên anh đó, những này của cái làng Việt Nam. Chị có nói rồi, chừng từ đây tới cuối năm thì đi xây dựng chỗ nơi khác nữa, chứ không phải cái này là một cái chỗ tạo ra thôi. Rồi sao bây giờ bắt đầu lên đây là cũng có mục đích đi giao lại cho những người khác. Kiệt đã làm như vậy cũng nhiều rồi, thì Kiệt sẽ đi tìm một nơi nào có đông người Việt, Kiệt làm tương tự nữa, nhưng mà phải có khả năng chút. Rồi có bao nhiêu năm dành dụng với hãng nó vô mánh được chút thì mới mua được cái này, chứ giờ kinh tế kiểu này cũng hơi khó. Một năm á, chỗ này với chùa ở dưới kia thì có chùa đang sinh hoạt, thì cộng mấy cái chùa Việt Nam á, kiểu cũng có 4-5 cái chùa bển, với đất ruộng rồi cũng 300-400 công Việt Nam để phát cho người nghèo bển á. Một năm người phát cũng mấy ngàn gia đình, mà năm 2-3 lần phát thì là đều công ty có lời nó đưa qua Kiệt, bỏ vô cái này thì năm normally easily cũng trên 500,000 để lo cho cộng đồng. Có mình thì lo, không có ai. Chính vì một mình lo mà không có kêu gọi sự đóng góp của ai, thì mới một phần cũng chính vì đó là nó tạo ra cái dư luận về cái vấn đề như anh nói từ ban đầu. Nó lớn, không ai tưởng tượng được. Tại vì người ta lo, có thể lo một ngày, hay lo một tháng, hay là giỏi lắm, anh nào muốn làm anh hùng á, thì lo cái 5 triệu một cú. Còn cái này nó là trường kỳ, mấy chục năm rồi, ai cũng biết. Cho nên gực gặp cái núi này, dưới đất ở đây nó quý, người ta cứ ngồi ấy thì sẵn thôi nói luôn. Chứ thật sự cái tâm kia không có thích mấy này, là this is the first time. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Đạo không có cho phép cái này. Nhưng mà có lẽ là đạo cũng vẫn phải cho phép khi mà nó cần thiết, phải không anh? Thì hồi xưa Phật dạy đến thời mạo Pháp á, Pháp phải luân chuyển. Cái nào mà mình làm lợi cho nhiều người đó là Pháp Phật, Phật dạy. Khi mà Kiệt xây cái núi này nè, Kiệt thờ thần, thờ khu công giáo, người đạo Phật mình á, mấy người Phật tử á, nó không kỳ thị, thật sự kỳ thị còn nhiều hơn người công giáo. Nó quy Phật, không có quy quỷ thánh thần, sao thiện chí cứ thờ mấy ông thần trên núi, thành tà hả? Họ chỉ chấp nhờ cái đó, Kiệt đâu có cãi, mười mấy năm nghe cãi. Mỗi lần có một lần Kiệt đổ xi măng trời nắng chang chang, mấy bác gọi lên chửi. Con cái này nghe con thợ đem mấy ông thần lên núi, ông thần trận đạo, mấy ông trực gì lên núi. Mình đạo Phật mình không có thờ thần mà. Mình nói dạ thưa bác, con chưa có gan như Phật Thích Ca mà cắt máu cho cọp ăn, chứ con đã làm hết mấy chục năm, con có chùa bắt tu vô đã đi, còn này con làm cho cộng đồng là khác. Thì cũng bị chửi hơi nhiều đó, mà nói hoài nó không hết mấy chuyện này đâu. Cả mười mấy chục năm nay Kiệt bị hàm oan nhiều lắm. Dùng này họ khen á thì không có nhiều, nhưng mà chửi nhiều, tứ bề thọ địch. Nhưng mà cuối cùng Kiệt nói không, tôi làm mà tôi biết mấy anh suy nghĩ gì tôi không biết, nhưng mà ở lòng tôi á là có lợi nhiều người tôi làm. Nhưng mà cuối cùng á, từ từ bây giờ họ hiểu, thì không có biết chính trị mà cũng không thuộc phe nào, sanh nghe giữa lần 17 mà ai tôi cũng nói chuyện, ai cũng chơi đó, nhưng mà cái lập trường thì mỗi người mỗi khác. Cho tới nay thì cho thấy là cái những người ủng hộ anh càng ngày càng đông, ít nhất là họ ủng hộ cái một cái nơi như thế này, họ tham gia rất nhiều mỗi ngày chủ nhật tới để mà hiking, để mà leo núi, rồi để mà tham gia vào những bữa ăn mà được cung cấp một cách miễn phí, họ rất vui vẻ để được cái điều đó. Và những người mà tới để mà giúp, để mà tạo ra những cái buổi đó cũng rất đông, thưa anh. Thử nguyện không à, người ta thấy thật tình đó, người ta xúm vô người ta giúp. Cái bữa ăn á nó không có đáng gì, nhưng mà nó đáng có một cái á, nó có cái meaning á, giống như anh Lân ở dưới hồi lên cho anh đây
cứ lên ăn. Nhiều khi bạn bè năm mấy năm không gặp nhau, dân Sacramento xuống đây, Stockton về đây, tất cả dùng về đây gặp nhau là một bữa ăn giống như họp mặt vậy đó, chứ nó không phải là cái ăn. Và cái đó là cái mục đích chính, là để mà tạo điều kiện cho người ta gặp lại, mọi người gặp nhau. Chứ giờ điện thoại ai cũng tế nhị, đâu có ai gì muốn gọi ai gọi đâu. Rồi cái thứ hai, ai lên đây cũng không muốn về, cũng muốn ở 4 tiếng, 6 tiếng. Rồi đói làm sao? Thì có bữa ăn ta ở thích, thì, ta chơi lâu, chứ vừa lên đây, lên cái dốc thôi là thấy đói bụng rồi, đi núi dễ đói. Tôi cũng nhận thấy có nhiều người gặp nhau ở đó, Tây Bắc mặt mừng. Và chính phố Bồ Sa TV cũng gặp rất nhiều khán giả. Hôm nay họ tới nói chuyện nhiều lắm. Không hẹn mà gặp á. Không phải chỉ người Việt Nam. Mấy cậu sinh viên Ấn Độ, rồi mấy cậu trẻ trẻ nhiều nước khác thấy cũng đứng xếp hàng nhiều lắm. Để mà cùng tham gia một cái bữa ăn mang tính cộng đồng như vậy. Người dạ. Cái bữa nấu 1000 tô phở, không đủ. Những người đến sau cái hàng còn dài quá, mì gói luôn. Ta cũng ăn ngon, lên núi đói lại gì cũng ăn được. Dạ. Mọi người làm thiện nguyện nhưng mà cái những cái vật phẩm đó vẫn lại phải là từ chi phí của bản thân anh và công ty. Nó ăn vậy, người ta cho nhiều lắm. Có những lúc người ta cho gạo quá nhiều, cái mình ăn không hết. Cái mà mình nói tôi cần bún phở, tôi cần bánh này bánh kia. Bắt đầu mình lấy gạo mình đem xuống chùa ở dưới núi mình cho. Thì khi mà mỗi cái danh sách mà trước khi mấy chị trong đó là phải coi từ thứ 6 rồi qua thứ 7 coi nó thiếu món gì, thì mình cái danh sách mà đi chợ nó sẽ ít lại. Mình sẽ kiểm lại ngày mai nấu, bữa nay mình ăn gì ta? Bún bò Huế. Là bún Huế. Bún bò Huế à. Thì đó, trong cái danh sách bún bò Huế thì ví dụ nó thiếu mấy cái bắp chuối thì chạy xuống đây 5 phút mua bắp chuối lên. Thì bắp chuối người ta không có cho. Thì nói chung là mình lấy những cái gì người ta cho nhiều, mình nấu cái món đó cho nó xuống cái gọi là cái stock room á, kho lương thực. Mà tao lên đây anh không thấy á, xưởng đồ hũ chợ nó đem đồ lên, nó cho trái cây quá trời, ăn không hết á. Mình không lấy tiền chứ người ta cho còn nhiều hơn á. Nhưng mà nhiều lúc người ta cho một món á, mình không có xài hết cái món đó. Chỉ có nước lạnh người ta cho là xài hết. Đó là những cái sinh hoạt hiện nay. Theo tôi ghi nhận thì cái khu vực núi này rất là lớn, công trình thì chỉ có bắt đầu, có thể nói là rất là so với là cái diện tích thì còn rất là ít cái công trình, và do vậy thì cũng được biết rằng là anh có nhiều cái dự tính trong tương lai lắm cho cái khu đất này. Một cái dự án mà anh mong muốn đó là xây dựng được một cái nơi gọi là làng Việt Nam. Anh cho biết vì sao anh muốn làm cái điều đó, và cụ thể cái dự án nó hình dung như thế nào thưa anh? Cái làng Việt Nam đó khoảng 500 cái senior home, thì những anh em nào mà một đời người ngắn ngủi, phước của một kiếp thôi chứ phước đâu có mang đi nhiều. Nếu mà người có phước nhiều, giàu nhiều kiếp này á, chưa chắc chết, mang theo tiền thì mang tội thôi. Thì họ biết suy nghĩ một chút thì họ lên đây đóng góp cho cộng đồng, thì tiền làm một cái investment fund, dùng cái đó để mình xây cho cộng đồng, họ không có mất đồng nào, họ cũng được trả tiền lại bằng những cái tiền cái đó. Là cái làng Việt Nam đó, là anh hình dung nó là một cái làng cho những người già ở với cái giá rẻ, có đúng không? Giá rẻ người Việt mình không à? Người Việt mà lớn tuổi, có cái thu nhập thấp. Thu nhập thấp lên đây ở với mấy người lớn tuổi cũng thích cái phong cảnh này, cũng có gần chùa, gần nhà thờ đó, thì nghĩ vậy. Với lại để mà bảo trì cái công viên này nó lâu dài, khi mà vô thành nguyên cái làng đó, nó sẽ có thể lưu truyền rất là lâu. Còn công viên nó trụi lũi này á, trong tương lai nó có thể người ta, những cái management cũ trong như là Kiệt hiện giờ Kiệt đang để lại á, là trong nó non-profit, là những cái board director họ có thể thay đổi, hoặc là chính county nó có thể lấy này lại nó làm công viên của nó, thì mình mất đi cái ý nguyện từ đầu Kiệt làm cái này. Cho nên Kiệt cần có cái làng Việt Nam để giữ cái núi này, và đồng thời cho những cái người lớn tuổi ở phương xa muốn về Cali ở,
rồi con cháu đi thăm cha mẹ thì cũng lên đây chơi luôn, nó thành ra một cái sinh hoạt chung. Cái làng đó anh hình dung là sẽ có bao nhiêu người ở trong đó? Trời đất lớn mà. Bây giờ mình start 350 ca unit, mỗi cái chừng 1000 square feet. Rồi sau đó mình thành công mình xây tiếp. Nhưng mà được có một cái ai mà là chung vô tay giúp thì cũng đâu có mất gì đâu. Chỉ có một cái là đừng có lấy tiền rent cao, tiền mà tiền rental cao thôi, lấy humble thôi, tiền lấy tiền lợi ích. Thay vì đó, nhiều người kia biết nhiều tiền lắm làm bậy bạ, hoặc là để tiền phơi nắng lên đây giúp cộng đồng chút. Kiệt nó làm xong rồi tới phiên những người đó, chứ Kiệt cũng đâu muốn mình Kiệt bỏ vô đây đâu, Kiệt cũng cho ra hết rồi. Kiệt không phải đi là chỗ khác, Kiệt làm cho nơi khác, người khác. Người Việt Nam mình ở nhiều chỗ đâu phải ở chỗ này không đâu. Nhưng mà someone have to start something. Thì từ đó người ta mới đi được. Cái này chỉ là first step thôi. Và những cái step sau này, những thế hệ sau này á, nó biết của chung á, thì nó có tài, có nhiều tiền thì nó làm những cái đẹp hơn. Giống như ở này đá, biết đâu người này sau này đổ xi măng. Đổ xi măng chỗ này không cũng 700-800 ngàn. Thì nói chung là cái này mình đã sử dụng được. Thì cái căn bản việc đã đặt nền móng hết rồi. 360 hectare. Cũng lớn lắm à. 150 hectare Việt Nam. Ví dụ trên đỉnh núi chỗ anh giá đó, mình có thể xây một cái nhà bằng kiến khổng lồ, để cái nhà hàng chai trên đó. Chỗ đó xây được, mình có quyền xây, nó có đường vô là mình xây được. Là mình thấy hết. Nhiều lắm. Chỗ này nếu mà xây dựng được thôi. Đất này đất thành phố mà. Mình nói núi chứ thật sự nó là thành phố. Bên kia có người ở kìa. Chứ hồi xưa mua này là cũng vì cái lợi thế. Chứ còn sâu quá ta đi đâu tới đâu. Núi khó đi. Cái khu này nó 360 acre. Rất là lớn để mà có thể xây dựng. Có thể nói là rất nhiều cái công trình trong tương lai. Nếu mà là một cái anh hình dung được một cái viễn cảnh của nó mà hoàn toàn theo ý anh, nó sẽ gồm có những cái gì, nó sẽ như thế nào thưa anh? Thì nó có cái làng, sau đó Kiệt muốn xây một cái giống như cái convention center vậy, hội họp, cái trung tâm hội họp ca nhạc được luôn không, cho vô khỏi cái đêm mướn của mấy thằng Mỹ đó, chừng 1-2 ngàn người vô, và cho mấy hội đoàn nào mà nói chung là hoạt động mà giúp cộng đồng free vô đó mượn đó sinh hoạt, như mấy Boy Scout ở đây cũng đang sử dụng luôn đó. Ở trong góc đó mình xây được chừng 20 ngàn square feet một cái chỗ vậy thôi, làm cho đẹp lại sinh hoạt chung. Cái kiến ước là mỗi Tết á, ai cũng dụng chỗ một thôi, đừng có đi tùm lum mấy cái parking của mấy cái mo mà đi làm hội chợ, cái đặt cái sân khấu ngoài sân rồi lá âm sùm xe cộ chạy ngang không hay. Cái này khu của mình hết đó. Rồi mỗi chủ nhật cái mình ở đây là giống như farm, mình làm cái farmer market cho đồng bào mình vô đây. Mấy tụi farm ở đây đặt đồ bán trái cây đồ, làm chợ đêm đồ luôn, đủ hết. Mình ở xa quê hương nhưng mà làm mình đủ thứ giống. Thì cái này đất rộng mà, khi mà có mấy cái đó lên đó, chợ đi hay là convention center đồ cũng được. Mà trong kia nha, cái này là tâm linh thì khác. Cái này chỉ là viewing với đốt nhang rồi thôi. Nãy giờ Kiệt nói là khu đất xa kìa. Cái khu nào ra khu đó đâu phải ai cũng là tâm linh hết đâu. Có người về người khác nha. Giống như là một cái thành phố thu nhỏ với rất nhiều những hoạt động cho nhiều cái giới khác nhau. Những cái sinh hoạt trong cộng đồng có nhiều lắm. Thay phải đi mướn chạy mùm lum la về đây hết. Đó, nó không có khó, dễ ợt. Mình có đất rồi, sát bên nữa. Chỉ có một cái là người ta có ngăn ngại hay không thôi. Ở đây đa số người mình hay đố kỵ. Một người thì làm gì cũng hơn người ta. Hai ba người cái là có sự dị biệt rồi. Tao giỏi mày đúng không, mà phân chia tùm lum. Cho nên cuối cùng Nhật La thích làm mình. Không có hùng hập, không có dị ai. Cũng không có lập bang nữa. Làm đừng có foundation mới gọi là làm
cho người mình. Mà giờ thấy chỗ nào cũng vậy. Thì cuối cùng ấy, bao nhiêu năm trời cứ solo mình. Hôm nay á, là xây cái làng Việt Nam á, là cũng là nghĩ cho mấy bác già ở những phương xa hay là mất già ở đây lãnh welfare, lãnh tiền trợ cấp á, ít á. Thì họ có một cái nơi họ an tâm mà gần gũi người Việt, nó rất là thích. Tại ngày nào lên á, ai cũng hỏi chừng nào xây con, chừng nào xây con, bác già rồi cho bác đi tên trước. Cái nguyện vọng của anh sau cùng cho những cái việc làm trong tương lai, cái nguyện vọng của anh như thế nào là thỏa mãn một đời người? Trong tương lai á, thì có nhiệm vụ 2-3 tháng này thì cũng có thể đi làm nơi khác. Trong tương lai thì mong nước Việt mình á, người Bắc cũng như người Nam, cộng sản cũng như quốc gia quên hết, đều là con rồng cháu tiên, đều là dòng giống Bách Việt, phải thương nhau, đoàn kết, không có đốt lụa lửa đốt củi gì hết. Giờ ai có phước hưởng á thì ấy, không có đá nhau, là mình chỉ có một kẻ thù Trung Quốc thôi. Nó hiếp mình 5.000 năm nay, người của mình đừng có nên chống đối nhau hết. Thì nước Việt đừng có nhiều chất độc mà kiệt vui, đừng có chết chóc, đừng có khổ, đừng có người có quyền thế ăn hiếp người nghèo được. Mong ước cũng nhỏ nhỏ cũng hơi lớn chứ giờ sao giờ, kiểu cũng phải có tinh thần dân tộc kiểu mới lập cái này, thương người mình mới lập được, mới không có đi chơi, mới không có để dành tiền, không có stock cũng không có nha, nhậu cũng không nhậu nha, bồ cũng không có bồ, gì cũng không có hết. Làm nhiều không có để dành saving, hãng distribution nhiều là việc bỏ nối. Con thì nó nãy nó rồi, đứa có riêng thôi. Thì chỉ mong dân tộc mình đừng có nghèo khổ nữa, bớt ăn chơi xì ke ma tí. Cảm ơn anh rất nhiều. Có một buổi có thể nói không phải là phỏng vấn nữa, mà là một cái buổi nói chuyện hết sức tâm tình với anh trong cái không khí mát mẻ, trong lành của đỉnh núi Thiên Long Sơn. Chắc chắn là sẽ có dịp quay trở lại nơi này trong thời gian tới để giới thiệu thêm nhiều góc cạnh khác nữa của cái vùng này. Được biết là nó cứ thay đổi mỗi ngày tùy theo cái sự đóng góp của những người mà tới đây muốn đóng góp. Cảm ơn rất nhiều thưa anh. Đây là một cây làm chẳng nên non, 3 cây chụm lại mới lên hòn núi cao, cần thêm mấy cây nữa. Ok, yeah. Cảm ơn anh Lăng. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh Lăng rất nhiều. Yeah. Yeah. Câu chuyện với anh Ngô Tuấn Kiệt có thể tạm dừng ở nơi đây. Như anh đã chia sẻ, một người sáng lập ra cái nơi này, nó như là một cái người khởi đầu, và sẽ còn cần rất nhiều những người có lòng, có khả năng để mà cùng đồng hành với anh trong thời gian tới cho một cái viễn cảnh, một cái làng Việt Nam ở một thành phố, một ngọn núi ở một thành phố miền Bắc California, thành phố Mipitas. Câu chuyện của chúng tôi tạm chấm dứt ở đây và xin hẹn gặp lại trong những lần tới.